Chị xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Hôm nay thì ở nhà có mấy bữa giờ nó buồn quá cô chú anh chị. Giờ thì đi xuống ruộng bắt ốc cô chú anh chị ơi. Mà xuống cái ruộng lúa này nè cô chú anh chị, ở bờ kênh nhà thì chị chạy thẳng xuống mà không có ốc của cô chú anh chị. Có mấy cái con ốc nhỏ nhỏ này nè cô chú anh chị ơi. Ốc bươu nhỏ nhỏ cho nên thì không có bắt rồi cô chú anh chị. Rồi đi xuống ruộng á, ở bên ruộng có một cái cây khế bự lắm mà trái nhiều lắm, không biết là khế ngọt hay chua, để thị tới thị thử quay cho cô chú anh chị xem, sẵn đó ăn thử luôn nha cô chú anh chị nha. Đây nè cô chú anh chị, thị đang đứng ở cây khế nè, bự quá trời luôn nè, cho cô chú anh chị xem từ ở trên nè. Đó, cây khế này chắc cây khế này lâu năm rồi á cô chú anh chị ơi. Thì đang đứng ở ngoài ruộng luôn nè, chỗ này nó có hai cây khế gần chỗ thỉ luôn nè cô chú anh chị. Đó, chỗ này gần hai cây khế luôn mà khế này nó nhỏ quá. Thì hái thử luôn nha cô chú anh chị nha. Thì ăn thử nó có chua không nha. Nếu mà nó ngọt thì thì lỡ hái, chua thôi thì không hái đâu. Ngọt. Chua lắm cô chú anh chị ơi, thôi chua quá cô chú anh chị, thôi thôi không hái đâu cô chú anh chị. Vậy là thị biết ở đây có khế chua rồi, mai mốt thị kêu anh Mãi mà làm cái món gì á xuống đi hái cô chú anh chị. Không biết cây khế nó có quanh năm hay là nó ra trái quanh năm hay là nó có mùa ha, nhưng mà mùa này là mùa khế hay sao á, bông quá trời luôn rồi cô chú anh chị, đã quá ha cô chú anh chị ha. Nè ở đây có một, nói chung cây khế này nó ở dưới trái, nó ở dưới nhiều đó, mình đứng mình hái được luôn đây nè. Đây nè cô chú anh chị, hái mấy trái về chơi chơi làm cảnh cô chú anh chị ơi. Đó quá trời luôn, để cho qua bên này có, bên này nó cũng có mà nè, mấy trái khế non nè cô chú anh chị. Thôi chỗ này nó không có ốc đâu, bây giờ thì anh Mãi đi tiếp tục chỗ khác nha cô chú anh chị nha. Đây nè cô chú anh chị, hồi nãy cái ruộng chỗ ngang đó không có cô chú anh chị ơi. Rồi xong mới bị ê, con cá kìa, con cá kìa, nhìn đây con cá bự. Anh Mãi lấy cái thau ơi, lấy cái thau nè chặn nó lại. Ê được con cá bự lắm rồi chú. Ô đã chứ, đậu giấy nó đó. Ủa sao anh bắt được hay vậy? Con ấy rồi con giấy nó lên. Ê ô ra đã quá, bỏ vô. Trời ơi cô chú anh chị ơi, đã quá. Ôi cá lóc ơi, trời ơi, hồi nãy cái ruộng kia không có gì cô chú anh chị, xong bây giờ anh Mãi với lại hai đứa con anh Mãi với Thủy đi ruộng này nè cô chú anh chị, mới đây mà bắt được rồi, đã quá cô chú anh chị ơi. Ôi con đi xuống dưới con lùa lên cho ba. Đây là ốc nha cô chú anh chị nha. Thị sĩ đứng ở trên bờ, thị đi để thao cho anh Mãi. Rồi anh Mãi bị chảy máu rồi cô chú anh chị. Ôi ốc bự quá trời luôn. Đây nè cô chú anh chị ơi, hai đứa nhỏ nó đang ở dưới, nó đang bắt ốc cô chú anh chị. Ồ nó có cái hang nha cô chú anh chị nha. Hả, đúng không anh Mãi? Cá lóc nó ở trong hang hả? À nó nắng quá nó vô hang của chú anh chị ơi. Ở nhà mấy cha con vợ chồng đồ buồn quá của chú anh chị, cho nên nó là không biết làm gì, đi bắt ốc cho nó mau hết giờ, cho nó mau hết ngày, chứ ở nhà nằm chán lắm của chú anh chị. Lâu lắm rồi thì mới đi bắt ốc lại nha cô chú anh chị nha. Nhớ ngày xưa cô chú anh chị, Thủy với má Thủy, má Thủy vô trong ngày nè, cái thời đó Thủy chưa có làm được cái gì đâu, thì ở nhà Thủy nuôi con. Rồi xong má Thủy với Thủy rủ nhau đi xuống ruộng bắt ốc về cho vịt cho gà, rồi về ăn xào xả ớt. Đây có một con ốc nè cô chú anh chị ơi, Thủy sẽ bắt lên đây này con ốc.
Đây là cô chú anh chị, hai đứa nhỏ đang ở dưới. Tí sẽ theo anh Mãi nha cô chú anh chị nha. Tại vì anh Mãi anh bắt nhiều hơn hai đứa nhỏ. Đã. Ủa anh bắt anh để hai con đấy hả? Có hai con hay nhiều con rồi? Nãy giờ anh để mấy con hết lên trên rồi? Hả? Anh? Đây, anh Mãi anh còn ở trong cái hang này nè cô chú anh chị. Ê, ốc quá trời luôn mà anh Mãi không bắt. Đây nè, con ốc này bự lắm luôn cô chú anh chị. Đây. Trời quá trời luôn cô chú chị. Cái này tí nữa về luộc lên, luộc xả rồi xong đâm mắm gừng. Quá tuyệt vời ngon. Ăn đồ thiên nhiên của chú anh chị rất là ngon luôn. Đây, Thủy lại đi tới đây. Đây, anh Mãi bắt ốc để lên đây. Hả? Miệng sắc lắm. Ngon. Con nào nhỏ quá bỏ lại nha anh Mãi nha. Đây cái con này không biết được. Đây là con chút. Được luôn. Được. Trời ơi, anh Mãi, anh... Ồ, có cái con cá rô hả anh Mãi? Cá rô nhỏ nè cô chú anh chị. Đó. Anh đang ấy vô trong cái hang, không biết có được không. Có được không anh? Có thấy không? Ồ, đã quá cô chú anh chị ơi. Ê, con ơi, con. Để nó bay ra ngoài nè. Cá. Rồi nó lại đi rồi Diệu Hiền ơi. Giờ không có cái con đó sao? Diệu Hiền lấy cái vợt đi rồi cho nên nó. Cá này cá gì anh? Ôi đã chứ hả? Ôi, ôi đã quá à. Hay là anh đổ cái sọp cho anh lấy nó vô đó được không? Nó chết hả? Ôi đó anh Mãi anh bỏ ở trong cái hang này này nha cô chú anh chị. Ê anh Mãi nhanh đi, nhanh đi. Rồi hai đứa. Ừ. Có một con nó chạy ra đây nè, đây nè anh Mãi, đây nè. Ôi có sao. Rồi. Ôi. Hay là anh hút bùng bỏ vô đi. Cho nó nhảy ra. Nó nhảy ra nửa giờ nè. Ồ có con cua nữa nè cô chú anh chị.
anh hút bùng bỏ vô đi. Nhanh đi, nó mới rớt hết xuống đèn con rồi. Đây nè cô chú anh chị, nãy giờ có con ốc nào không? Có cá không? Ồ, con coi ba làm kìa, quá trời cá luôn nè, bỏ vô, hồi nãy nó rớt hết một con cá ra ngồi vào đây, bây giờ ba không có bắt được nữa đâu. Nó mới rớt xuống rồi. Bắt đây, bắt vô. Coi tụi con sợ lắm. Ê, con bắt từng con đi. Con hăng luôn lắm. Vậy hả? Sao con biết hả? Con bắt con cái, để con cái nó, con bắt từ từ nha. Ồ. Ồ. Bởi vậy thì rửa cho sạch nè. Ừ. Quay lại, đừng đổ cái thao ra đây. Quay lại. Không, ấy hai con cá vô nước đi. Con bắt hai con cá vô nước đi rồi xong đưa. Mẹ kia nó làm cái gì vậy? Rồi một con cá nữa. Cá đầu. Hả? Coi chừng rớt. Ồ, hồi nãy một con rớt rồi, kêu con lên không kịp, nó rớt rồi. Rồi, đưa cho Hiền ấy. Nè, gỡ vô đây. Rửa cái thao đi, rửa cái thao đi. Ừ, con cá nó ở dưới đây nè, nó đang quẩy. À. Rửa cái thao đi. Thiên xuống đây, Thiên bắt đi. Ừ, xuống hai ba con kìa. Sình. Sình không có sao, để dép ở trên. Nhưng mà sao xíu chỗ rửa. Có chỗ rửa mà. Mình đi ở cái cống rảnh sạch đó. Ừ. Đi con. Ừ. Mở ốc. Nó kìa. Ốc ốc. Ơi, đi, ốc 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 chỗ đó nhiều lắm. Đấy. Thiên đưa đây thôi. Nè bỏ vô đây. Bỏ vô hai lần sao? Sình kệ nó đi, đã đi bắt rồi mà. Đi bắt rồi sợ sình. Ừ. Đó. Đây nè con. Có hai con. Đi qua đây nè. Ở trong kia chú, ba chú bắt ở trên này. Đây nè. Ở trong kìa. Hả? Ba ơi, ba mò hang đi. Ồ, ba mò. Ở trong này có một nè. Ừ. Ừ, đúng rồi, con ấy nó qua chừng nữa đó. Ồ, hồi nãy ba mò hơn mấy con luôn. Rồi có. Có con rửa sạch rồi nè. Ừ. Nãy giờ nó có ra con nào không con? Thì ra đây nè, đừng có chu của người ta. Chết. Ừ. Chết thiệt rồi. Ồ, con cá này nó nắng quá, nó chết rồi. Cá bóng nè, con chú anh chị. Chết rồi. Ô, nhìn ba ở. Ừ. Thiên ơi, mò mấy cá đây đi Thiên. Thiên mò cá đi. Cá nhỏ nè. Nè, ở trên kia, ở trên kia có. Đâu. Con cá nhỏ nè, vừa Hiền. Cá nhỏ hồi nãy đó, phải không anh? Ừ, kìa, cá lớn nè. Con thấy nó đi nè. Anh Mãi, cá lớn nó đi kìa. Kìa. Ê, con cá nhỏ nè con. Nè, bỏ vô. Cá nhỏ bỏ nó chạy, nó lọt con ra. Con hái được cái trái gì đi nè. Bỏ lọt ra sao? Rồi con hái được cái trái đó này ở đằng kia kìa mẹ. Cá bỏ vô. Con hái được cái trái này nè. Cá đi nước nào? Đó, ngay đó luôn á. Lượn 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 á. Con đừng có nhúng nữa nha Phương Anh. Lượn ở đó đó ba. Diệu Hiền. Đó, thấy chưa? Kìa. Đâu? Với cái thùng bỏ vô cái nào rồi. Ừ. Cái thùng nào đâu? Cái thùng ở trong ba lô. Thâu á. Cái thùng trong ba lô á con kia. Con đừng có nhúng xuống nữa, có mấy con cá nó xì ra. Làm mấy, giữ nha. Ừ. Con lấy cái thùng đi con ơi. Thùng trong ba lô nè. Trong ba lô đây nè. Trong ba lô đây nè, đổ đồ ra. Đổ. Con trai hay sao á. Đồ ba mồ ghê quá nha. Ở trên kia có một con bự chà bá luôn á con. Con ốc. Ở trên đó. Nè, bắt ốc có sao đâu. Đó, vậy. Đừng, con đừng có banh lúa người ta. Ồ, mẹ nhìn ba. Ồ, nè, con tới con lấy cái thùng đi. Ở trong ba lô nè. Cầm đi, cầm. Cầm đi con đi lấy thùng. Đó, ở trên đó.
Ê, con cá nó chạy kìa em ơi. Đó, đó, đó. Hả? Đúng rồi. Bắt sao được? Ê, ê, ê. Phải, ê, ê, đừng có đổ ra, con phải mò nó vô đi. Con mò nó đi để nó chạy ra. Có, mò đi. Cá nhỏ. Ừ. Cái này. Cái rô. Không phải cá. Cái gì vậy? Ồ, cá nhỏ nhiều lắm. Bởi vì lý do. Lấy cái giỏ, đi qua đây coi. Đi. Ừ. Đổ cái thùng mấy con. Để cá nhỏ nó rớt hết á. Thôi, cái đó xong rồi đừng vô đó con. Nè, chúng ta đây có con ốc nè, có ngoài đó con nhìn thấy không? Tay á. Tay không. Ừ. Đã đi nó vui cô chú anh chị á. Mẹ bắt nhỏ cái nhỏ vô. Mẹ bắt cái nhỏ vô. Thì mò cái nhỏ bắt bữa đây. Nè con mò đấy, ai biết bắt đâu nè. Bắt mấy con cá nhỏ bữa đây. Bắt mấy con cá bữa đây. Ừ. Nè, cá nhỏ bữa trong này. Nhỏ đây bắt bữa đây. Đổ ra đây. Ừ. Đổ. Mẹ cầm đi. Rồi, ai hái trái bình bát ngon rồi. Con. Hái bình bát chín á. Có đâu. Ai biết không, không biết con, không biết cái gì nữa. Hái bình bát á. Ngon lắm. Ôi, quá trời ngon luôn. Ừ. Thiên, ngồi Thiên xúc đại gì Thiên. Ừ, xúc đại là có. Đưa gỗ đi. Ba mò lại mấy cái hang cũ của ba, nó chui vô lại. Ồ, sao anh biết cái hang hả? Chạy nó cắp con cá. Còn mấy con cua đem về nấu canh nha anh mà. Canh mồng tơi á. Ở nhà có mồng tơi hoặc là có bánh đa. Ở ngoài Bắc á, có 2-3 con cá nhỏ. Ồ, ngon ghê. Về luộc ra rồi xong xào xả ớt cũng ngon không? Ừ, hai đứa con làm gì á? Ở trên kia có vũng nào không? Không biết. Ở trên đó có vũng nào không kìa, ba hỏi ra. Bên kia nó có cái vũng, cũng giống nhỏ nhỏ vậy. Mà nó không có bự đâu. Nhưng mà nó không có đâu. Cũng không có hàng. Đã quá. Thành phẩm của ba cha con nè cô chú anh chị. Ba cha con. Ba mời lại hang cũ rồi ba, có không? Ở cái chỗ ăn đây nè anh má nè. Ờ. Giờ hết rồi cô chú anh chị, đi qua ruộng khác nha cô chú anh chị nha. Em dép đi. Tiếp tục đi xuống cái ruộng thứ ba nha cô chú anh chị. Có bị lấp bùn lại hả? Nó có sâu không? Ừ, vậy lên nè, coi cái hang này coi. Giật cây ra, giật cây ra. Không rồi, không hồi vô thử. Không, ở trong, ở dưới nước kìa. Đó, ngay tay luôn đó. Nè. Ừ, không được không? Ước có ước. Đi. Dạ, hang hụt rồi, đi đây, của tay rút đầy nè. Nè, bỏ dép vô trong đây đi. Con có mang không? Thôi con mang luôn rồi. Cô chừng đập gai á nha, thôi mang đi. Mang dép đi. Lỡ mày đập gai giờ. Cô chú anh chị ơi, giờ đi tiếp dụng thứ ba mà chưa thấy gì nha cô chú anh chị.
Ô cá ướp gì vậy? Mẹ lên thì mẹ canh nó đi, mẹ kéo nó lên. Kéo ông dịch nó hư sao đâu đưa coi. Không phải hư. Đâu coi, trái bình bát nè cô chú anh chị. Ồ, ồ nó hư có một miếng à. Vậy ăn, bỏ vô. Ở đây không được, ở đây. Ừ. Mẹ đi. Ừ. Cái này là người ta bắt hết rồi đó anh Mãi, cho nên nó mới đục vậy nè, đúng không? À. Đúng không anh? Người ta biết, người ta bắt. Ủa cái này không có nước thì sao sao? Anh biết không? Đợi nó. Bỏ xíu nước vô đi. Ít thôi. Không còn không nào. Đi lên đi. Đi lên dắt xe xuống đi. Đưa chìa khóa đây con dắt được không ta? Hỏi cần chìa khóa. Hỏi cần chìa khóa dắt bộ thôi. Anh đi đâu ạ? Đâu? Sao chết hả? Đâu anh? Đâu? Cái trắng bờ đó. Ờ. À, cái nhỏ hả? Ừ. Ồ, đúng rồi. Trời ơi, ngoài cánh đồng nhìn đã ha, cô chú anh chị ha. Thì thích quá à. Lâu lâu được đi cho nó thoải mái đầu óc cô chú anh chị ơi. Không có cô chú anh chị, giờ bắt đầu đi tiếp. Xe để trên đầu trên là hồi nãy lội bộ xuống dưới đây rồi, nên mãi lên lát. Bùn không có, đúng rồi. Không có bùn đâu. Đúng đi. Không. Có ba tao làm cái gì? Ừ. Mò nó có không? Lẹ đi, xuống nhanh đi. Trời ơi, anh Mãi xuống, anh đi mò cá giờ anh xuống anh tắm luôn cơ chứ. Có không? Có. Ừ, vậy lấy vỗ xuống hút. Vỗ xuống đây. Dạ không? Thôi. Anh Mãi ấy kìa, ấy nó kìa. Hồ bơi 2m2. Không, cứ từ 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 xuống. Không, không có sao đâu mà. Nó biết bơi không? Nó trên phòng, nó kịch trên cái đó. Thôi biết thôi, bây giờ biết luôn. Không biết nước không? Chỗ thôi không biết nước không? Cứ từ từ đi. Vậy. Ngồi xuống này. Ngồi xuống biết sao đâu. Ha, sao đó. Mò đi, mò đi Thiên. Mò sao được? Nè, con cũng định xuống. Trời ơi, ông ư. Nè, chả không có biết cắm cái đầu xuống đâu. Nè, nè. Trời. Nó đâu có biết cắm cái đầu, nó nổi hết sao xuống. Về giặt nó luôn. Cái túi đâu, bỏ túi. Trời mưa luôn rồi cô chú anh chị ơi. Chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye. Hồi chiều tới giờ cô chú anh chị, Thủy với lại con của Thủy với lại anh Mãi
đi bắt cái này nè cô chú anh chị, bắt cá mà có mấy con rồi, rồi xong sẵn đi ngồi lặn cái này luôn nè cô chú anh chị ơi, quá trời luôn nè. Ôi, có nhiều con không có. Thì với anh Mãi đồ ngồi lựa ra nè, ốc thì theo ốc nha cô chú anh chị nha. Đây, đây là một thao ốc luôn nè, quá trời ốc luôn cô chú anh chị ơi. Ở dưới bờ kênh á, ốc sạch luôn nha cô chú anh chị. Đây là con hến nè cô chú anh chị. Và đây là con trai. Con gì anh? Con quện, anh Mãi nói con quện, có người gọi con trai, con quện á. Anh Mãi nói con quện cô chú anh chị, còn có người thì ta nói là con trai nha cô chú anh chị. Đó. Còn ốc này là ốc gì anh Mãi? Ốc này ốc gạo nè cô chú anh chị, với ốc đắng hai loại luôn, một loại ốc gạo, loại ốc đắng lộn xộn vô đây luôn. Đó. Cô chú nào ăn lên đơn em bán cho nha, em ship cho ở Củ Chi, em ship gần đây nè cô chú anh chị, thì em ship được nha cô chú anh chị nha. Cái này là nhiêu ký anh ạ? Cái này 20.000 ký. Còn con trai, con vẹn nè, con vẹn là 25.000 nè cô chú anh chị ơi. Con vẹn nè, con vẹn này là 25.000 ký. Còn con hến này là anh Mãi nói là bán 20.000. Còn ốc, ốc này có bán không anh? Ăn đâu hết, nhiều quá mà. Con vẹn là 25, con hến là 20 nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị ăn ủng hộ Thủy nha.